Ngày mùng 10 tháng 9, thứ năm tuần 23 thường niên. Các con hãy tỏ lòng thương xót như cha các con hay thương xót. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây. Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao. Vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Các con hãy tỏ lòng thương xót như cha các con hay thương xót. Chúa Giêsu dạy chúng ta: hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét mình, cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Và hơn nữa, ai vả con má bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Toàn là những điều khó thực hiện hoặc không thể thực hiện nếu chúng ta không xác tín đó là lời hằng sống, lời chân thật đáng trân quý, lời khuôn vàng thước ngọc để chúng ta được hạnh phúc đời này và đời sau nữa. Lời Chúa dẫn chúng ta lội ngược dòng đời, nếu không nói là dạy chúng ta sống cách sống không giống ai, sống cách điên khùng dại dột ở đời này. Thế nhưng kinh nghiệm của những người đã một đời sống lời Chúa cho chúng ta biết, đó là cách sống khôn ngoan. Điều mà thế gian cho là điên khùng dại dột thì lại là lẽ khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Vì thế, muốn thực hiện được lời Chúa dạy hôm nay, tin vàn cần phải mặc lấy lòng thương xót của Chúa. Chúng ta mới có đủ dũng khí, có đủ can đảm lội ngược dòng đời. Lòng thương xót, lòng khoan dung tha thứ chính là nội lực để chúng ta yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ thù.
và chúng ta nhận được hoa trái là bình an thật, hạnh phúc thật. Thử hỏi những người không yêu kẻ thù, tìm cách hại kẻ thù, họ có được phút nào bình an không? Ước gì mỗi chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hành lời vàng này trong cuộc sống chúng ta. Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Lời ấy là chân lý. Lạy Chúa, con xin lắng nghe và thực hành lời khôn ngoan của Chúa để được hạnh phúc đời này, đời sau. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.